Mình chào quý anh chị đến với kênh của em Quyết Nguyên Japan và em là Quyết. Kênh của em thì chuyên về đồng hồ Nhật, đồng hồ Thụy Sĩ, những chiếc đồng hồ chính hãng em mua và gửi tại Nhật về, xách tay từ Nhật về để giao lưu cùng quý anh chị. Và hôm nay em lên tay để giới thiệu cùng quý anh chị một chiếc đồng hồ của nhà Seiko, dòng Seiko Preset, một chiếc đồng hồ dòng đồng hồ rất là đẹp cũng như là dòng xịn của nhà Seiko các bác nhé. Ở trên này các bác sẽ có một chiếc với mã SARX061, giá bán em biết của họ là 198.000 yên. Thì với cái giá này thì như bình thường nó sẽ đâu đấy khoảng trên dưới 40 triệu. Độ chống nước của họ là 100m, kính sapphire nguyên khối các quý anh chị nhé. Và có được phủ chống lóa. Đó, thì đây là những cái thông tin ở phần mặt thẻ trước của bàn này. Phía đằng sau thì quý anh chị sẽ có những cái thông tin của hãng họ đưa ra phía đằng sau này nữa. Thì như là cỗ máy của họ là cỗ máy 6L35. Cái độ xoay số cho phép là cộng 25 giây đến trừ 15 giây một ngày. Máy automatic có hỗ trợ đánh con tay, có dừng kim giây khi quý chị rút đúng chỉnh giờ. Độ tích cóp là 70 tiếng, 24 chân kính, 21.600 tần số lao động và Mi Japan nha quý anh chị nhé. Mã của bạn này là SARX061 và có chống nhiễm từ tính quý anh chị nhé. Thì cái bạn này thì hình như là ở Việt Nam mình cũng rất là hiếm hàng, cũng không có hàng đâu ạ. Và cũng để những người sở hữu được chiếc bạn này thì cũng chỉ đếm như đầu ngón tay thôi nha quý anh chị nhé. Ở đây thì em có ở trên tay cái chiếc bàn này thì các quý chị có thể thấy là nó rất là đẹp. Với một cái mặt màu trắng sứ và được hoàn thiện là men nung các bác nhé. Thì men nung này đều là do chính những bàn tay của những người nghệ nhân người Nhật các quý chị nhé. Hoàn thiện thủ công bằng tay để tạo nên những cái tác phẩm cực kỳ là đẹp cho quý vị có thể chiêm ngưỡng và sử dụng. Và với cái mặt men nung này thì nó rất là kỳ công quý chị nhé. Và nó cũng là những cái trong những cái thiết kế đắt đỏ nhất trong những thế giới đồng hồ. Đó, quý anh chị có thể thấy chiêm ngưỡng cái vẻ mặt của nó rất là đẹp đúng không ạ? Với bản men nung này quý anh chị dùng thì nó sẽ đảm bảo về cái chất lượng lâu dài và chúng ta sử dụng nó không có bị ố vàng hay là không có bị ảnh hưởng gì cả. Với một cái thời gian chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Ở trên phần mặt này chúng ta sẽ có toàn bộ 12 bộ cọc số được sơn ở trên mặt màu trắng này với nền màu đen nhé quý anh chị nhé. Và từ 1 đến số 12 đều là cọc số La Mã. Tuy nhiên ở phía góc 12 giờ sẽ là cái số La Mã như được sơn màu đỏ ở trên này. Đó. Quý anh chị có thấy lên đúng không ạ? Ở bên phía góc trên 12 giờ thì chúng ta sẽ có chữ logo của nhà Seiko này. Phía dưới phía góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ Preset Automatic và hẳn bên phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ Japan nhé. Với cỗ máy 6L35 được ghi bên cạnh. Đó. Dây của chúng ta sẽ được là dây da quý chị nhé, da màu nâu xám này. Khóa chúng ta sẽ có một bộ khóa bướm chống gãy dây là để thép nguyên bản và có logo của nhà Seiko được in ở phần đáy khóa. Đó. Ở đây thì phía bên trong đáy máy thì quý anh chị cũng có những cái thông tin cơ bản ở trong cái phần đáy máy này. Ví như là chúng ta sẽ có đây là độ chịu nước của họ là 13 tương đương 100m nước này, kính sapphire, số serial number. Ở bên phía bên cạnh này sẽ là thép không gỉ này, thế rồi là chống nhiễm từ tính Mi Japan quý chị anh chị nhé. Seiko và trong quả văng của họ thì cũng có những thêm những cái thông tin ở đây bên trong này nữa. Đó. Tên cỗ máy rồi thì là bàn này là 24 chân kính. Đó. Và tất cả những cái trong dưới này nó đều có nguyên tem siri lông nhé các quý anh chị nhé. Một chiếc đồng hồ mới full box 100%. Hiện tại em đang quay ở đây thì quý anh chị có thể thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Và cái mặt men nung này nó là một trong những cái thiết kế mà đắt đỏ trong cái giới đồng hồ. Nhìn nó rất là đơn giản, thanh lịch, 3 kim 1 lịch thôi. Phía lịch với góc 3 giờ, núm chúng ta sẽ có núm hình vương niệm và có logo hình chữ S nhé các quý anh chị nhé. Đây chính là cái phần vỏ của nó đây. Bàn này thì size khoảng 40-40 thì quý anh chị có cổ tay từ khoảng 15.5-15.8 cho nên quý anh chị đã có thể đeo được mẫu này đẹp rồi. Đó. Nó đắt ở cái phần đắt đỏ cái phần cỗ máy 6R bền bỉ và phần cái mặt men nung của nó được hoàn thiện thủ công toàn bộ bằng tay quý anh chị nhé. Và là những cái bàn tay do nghệ nhân, những cái nghệ nhân người Nhật người ta hoàn thiện thủ công bằng tay. Ở đây thì có tất cả những cái chế độ như là lên con tay rồi kim dây. Đó. Và chiếc này thì hiện tại nó vẫn đang chưa có giá sale các bác nhá. Và chiếc này thì các bác
để lấy được một chiếc này thì không phải là nhiều người có cái mặt hàng này mà để lấy đi sưu tầm đâu ạ. Và hiện tại thì với cái thời điểm hiện tại, nếu quý anh chị mua cái chiếc đồng hồ này, nó cũng là một cái giá rất là tốt đấy quý anh chị nhé. Và tiếp theo em quyết lại lên tay cùng quý anh chị một chiếc đồng hồ của nhà Seiko, cũng là Seiko Preset nữa quý anh chị ạ. Thì bạn này là một bạn cũng khá là đẹp và được nhiều các bác ưa chuộng đây. Với cái mức giá của bạn này bây giờ nó cũng rất là rẻ, do nó cũng được sale nhiều quý anh chị nhé. Bạn này thì có một cái mặt phải nói là cực kỳ ấn tượng. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có cái thẻ tác bằng tiếng Nhật quý anh chị nhé. Bạn này sẽ có mã SRI123, giá bán em biết của hãng 57.200 yên. Và bây giờ thì họ cửa hàng họ đang giảm giá xuống còn 45.760 yên quý anh chị nhé. Thì với cái giá này thuế phí gửi về cho anh chị thì nó sẽ rơi, chiếc bản đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng độ 8.500.000 đấy. Cái giá bây giờ nó cũng lại ổn hơn cái giá ngày trước, cũng như là cái giá niêm yết của hãng rất là nhiều rồi quý anh chị ạ. Còn cái giá này như bình thường trước thì nó sẽ là khoảng hơn 9 triệu với cái giá sale rồi, cộng thêm thuế phí gửi về nữa. Bên này thì quý anh chị sẽ có những cái thông tin cơ bản của hãng như là cỗ máy 4R35 cộng 45 giây trừ 35 giây một ngày xe số cho phép quý chị nhé. Và chúng ta sẽ có một cỗ máy cơ này, có dừng kim dây quý anh chị, rung nó chỉ giờ. Bản này thì có 23 chân kính và 21.600 giờ tự động made in Japan quý anh chị nhé. Và tích cót khoảng 41 tiếng. Ở dưới này sẽ có cái mã là SRI123 chống nhiễm tử tính luôn ạ. Ở phần này, chiếc này thì em cũng đã lên tay quý anh chị cũng khá là nhiều rồi đấy, nhưng hôm nay thì em sẽ lên tay thêm lại nữa, bởi vì những cái video kia em làm nó cũng khá lâu rồi. Thì hôm nay lên lại một chiếc này để cho quý anh chị có thể tham khảo được. Với cái bản này, một chiếc Seiko Preset với cái mặt màu xanh trẻ tia rất là đẹp. Bản này thì có cái size là khoảng 40, ở đây em đo là 40.2. Độ dày của bản này là 12.1mm. Và phần càng của bản này thì nó cũng khá là gọn rồi quý anh chị ạ. Phần càng của bản này nó có 47 thôi. Thì với cái size này thì quý anh chị có cổ tay từ 15.7 trở lên quý anh chị đã có thể đeo được bản này rồi. Và bản này nó có một cái thiết kế cực kỳ là đơn giản, vì chỉ có 3 kim một lịch thôi. Toàn bộ trên mặt này thì cái đều là thép không gì, họ để ở nguyên bản và đính ở trên mặt đeo màu xanh và có chảy tia lớn nhé các bạn anh chị nhé. Và chảy tia rất là lớn ở trên mặt đeo màu xanh này. Kim giờ em phút của chúng ta sẽ được hoàn thiện với kim lưỡi kiếm và được đánh bóng như đánh xước để tạo điểm phát sáng cho cái bộ kim của chúng ta. Ở đây quý anh chị có thể thấy phía góc 12 giờ sẽ có chữ logo của nhà Seiko, phía góc 6 giờ sẽ có chữ Preset Automatic quý anh chị nhé. Và phía hẳn phía dưới kia thì sẽ có chữ Made in Japan, chiếc đồng hồ sản xuất nội địa Nhật. Chúng ta sẽ có kim cọc là thép nguyên bản và làm riêng những cái bộ cọc số thì sẽ làm hình theo kiểu hình giọt nước và được đính ở trên mặt dial màu xanh này. Và cái kim cọc của họ thì để thép nguyên bản được đánh bóng đánh xước ở trên này, tạo vắt sáng rất là đẹp ở trên cái mặt nền màu xanh trẻ tia này quý chị nhé. Ở phía góc 12 giờ, phía góc 6 giờ, phía góc 3 giờ thì cái hình nó to hơn một chút. Đó. Và cái phần chảy tia chúng ta thì các bác có thể thấy nó chảy tia cũng rất là sâu quý anh chị nhé. Phần kim dây của chúng ta thì cũng là thép nguyên bản và ở phần cuối cái kim dây chúng ta sẽ có một cái hình kiểu hình quả chám, đúng không ạ? Quý anh chị sẽ có cái phần ô lịch ở phía góc 3 giờ. Và chúng ta sẽ quay cái đồng hồ theo các hướng khác nhau thì nó sẽ có cái phần chảy tia ở phần mặt đúng chỉnh giờ phía góc 3 giờ và có logo hình chữ S thông quen thuộc của nhà Seiko Preset. Bản này thì đều có cỗ máy này sẽ có cho anh chị là lên có tay nha các bác quý chị nhá, hỗ trợ quý chị lên có tay. Đó, thì em lên quay vài vòng thì cái kim nó đã chạy rồi và có dừng kim dây khi quý anh chị giúp nó chỉnh giờ để chúng ta chỉnh giờ nó khớp đến từng giây. Phần phía bên này thì núm có hình chữ S này và phía bên càng này chúng ta sẽ được hoàn thiện với phay bóng quý anh chị nhé. Toàn bộ phần thân vỏ là thép không gỉ và được đúc đặc nguyên khối quý anh chị có thể thấy ở đây. Riêng với phần dây chúng ta sẽ có cái một bộ dây 5 chỉ với 3 chỉ được hoàn thiện với phay xước và 2 chỉ được hoàn thiện với phay bóng, tạo cái điểm nhấn cho cái sợi dây của chúng ta khi ánh nắng hắt vào thì nó sẽ tạo cái điểm nhấn nó long lanh cho bộ dây của chúng ta. Ở bên phía dưới này thì khóa của các bác sẽ có khóa gập hai bên và là không có logo quý anh chị nhé. Với khóa này thì chúng ta sẽ không có logo.
Phần dưới đáy máy thì có những cái thông tin cơ bản của hãng họ có ghi ở trên này, như là chống nước của họ sẽ là 53 tương đương 50 mét nước này. Thép không gỉ với bộ vỏ. Bên này chúng ta sẽ có số serial number. Bên phía bên cạnh này sẽ có cỗ máy, thì cỗ máy là 4R35, có chống nhiễu trượt từ tính và Made in Japan quý anh chị nhé. Một chiếc đồng hồ được sản xuất lắp ráp hoàn toàn tại Nhật. Trong quả văng thì được mạ PVD màu vàng và cũng có những thông tin cơ bản như là độ cái cỗ máy của nó kia, thép không gỉ Japan đó, và chiếc Seiko. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cỗ máy nó cũng tương đối là đẹp đúng không quý anh chị. Và với bạn này ở đây thì quý chị có thể thấy là cái kính của họ thì nó làm vòm hơi cong lên nha quý chị nhé. Đó là một chiếc đồng hồ dòng preset, dòng cốc tai mà, cho nên là cái phần kính của nó quý chị có thể thấy nó làm vòng cong lên như kia đó. Ở phía càng thì bên phía bên cạnh này nó cũng được hoàn thiện với phay bóng quý chị nhé. Bạn này thì để mà nói thì cái phần kim cọc của nó là một trong những cái đẹp rất là hút mắt, và cái bộ chảy tia với những cái tông màu xanh ở trên bàn này nhìn nó là một chiếc đồng hồ thiết kế phải nói là rất là đơn giản và nhìn nó sang trọng lịch sự quý anh chị nhé, nhìn nó thanh lịch chỉ với thiết kế 3 kim một lịch thôi. Đấy, nhìn cái chiếc đồng hồ nó rất là hài hòa đơn giản. Đốm của chúng ta sẽ có khứa răng cưa và là đốm hình vương niệm quý anh chị nhé. Đó, đây thì cái phần mặt quý anh chị có thể thấy là nó chảy tia khi mà lướt qua ánh sáng thì những cái tia của nó chảy rất là đẹp đúng không ạ. Rồi, và em đã lên tay cùng quý anh chị hai cái mẫu đồng hồ của nhà Seiko Preset cực kỳ là đẹp và có mức giá cũng khá là ổn. Với cái chiếc Seiko Preset cỗ máy 4R35 này hiện tại em Quyết có giá về nó chỉ có 8.500.000 đồng thôi. Đầu tiên em cũng đã thanh toán xong rồi các bạn, thanh toán xong đồng hồ và quay thêm mấy cái mẫu kia cho các bác rồi. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì các bác cứ kết bạn với em qua số thông tin cá nhân của em có để ở phần mô tả của video. Đó. Em Quyết cũng chỉ dùng cái thông tin này thôi. Thế còn số điện thoại ở Nhật, nếu các bác có nhu cầu muốn kết bạn số Zalo với em ở Nhật thì em cũng có thể kết bạn với các bác được. Nhưng em để số Việt thì để có các chú các bác lớn tuổi không có dành về điện thoại nhiều thì các bác chú các bác có thể kết bạn nó dễ hơn. Đó. Bởi vì cái mã vùng nó khác nhau các bác nhé. Số điện thoại, cái mã vùng của thằng điện thoại của Nhật nó khác với cả Việt Nam mình. Thế nên các bác chú các bác mà lớn tuổi mà dùng điện thoại thì nó có thể nó sẽ khó hơn cho các bác, cho nên em để số Việt Nam là dễ. Đó, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem và ủng hộ kênh cho em Quyết. Thì em Quyết cũng xin dừng lại video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video lần kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.